Tập 8. Hai lá xuống che mưa đi. Bạn Tử qua đây giúp một tay đi. Tôi đang bận. Mưa to vậy đừng nghe người đã nữa. Anh bị ngứa ngáy à? Thật sự là tôi đang rất ngứa. Kỳ lạ thật. Mong ông đây đang ngứa chết đây này. Hay là tôi nên đi tắm vậy? Anh đừng giải nữa được không? Nhìn anh mà tôi cũng thấy ngứa. Tôi thật sự rất ngứa. Đứng lên. Ôi trời ơi. Cẩn thận. Dẫm lên cũng vô dụng. Mau tìm chỗ xử lý đám bọ này trước. Cầu thang này ít nhất cũng phải 200-300 bậc. Nếu không có thể lực thì cũng không đủ tư cách làm khách của Tây Dương Mẫu. Không được rồi, tôi phải nghỉ một lát đã. Cậu ăn chút đi, lát nữa còn lên đường. Bỏ đi. Con người anh nói chuyện đôi lúc chả để ý gì hết. Không có gì phải kiêng kỵ cả. Tôi không tin ma quỷ thần thánh. Tôi chỉ tin vào bản thân mình thôi. Con người anh cũng thú vị đấy. Mặc dù tôi có thể sống đến giờ, chẳng có công lao gì của anh, nhưng nể mặt anh dẫn đường cho tôi. Khi nào về tôi sẽ mời anh dùng bữa. Mời tôi dùng bữa ư? Thôi đi. Cơm rang thịt ớt xanh đáng mấy đồng chứ. Ăn cái này chán lắm. Được. Vậy sau khi trở về, tôi sẽ đầu tư cho anh một nhà máy thực phẩm, chuyên sản xuất thực phẩm đóng hộp cho anh. Đừng nói kiểu sau khi trở về gì đó. Thường mà nói ra câu này thì sắp chết đến nơi rồi. Chẳng phải anh vừa nói không cần kiêng kỵ gì sao? Thế nào, giờ sợ rồi à? Tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm. Đương nhiên là không có gì phải kiêng kỵ rồi. Còn cậu, chàng trai, đừng có nói bừa. Đi nãy giờ, sao vẫn chưa thấy cơ quan nhỉ? Không bình thường chút nào. Nếu là Tây Dương Mẫu, càng là những nơi chẳng đâu vào đâu thì càng dễ xảy ra chuyện. Bậc thang ở đây không giống vừa nãy. Tốt nhất cứ nên cẩn thận. Ý của cậu là mỗi bậc thang tiếp theo có thể đều có nguy hiểm á? Thôi được rồi. Nếu đã đến thì bình thản tiếp nhận thôi. Để tôi đi trước. Nhanh vậy à? Chạy. Cây này không có bọ. Trận mưa này chắc sẽ không tạnh ngay đâu. Chúng ta trú tạm ở đây nhé. Cái cây vừa nãy bị bọ gặm nát rồi. Đúng là xui xẻo. Cái thứ này thật biết chọn chỗ. Còn ngứa không? Ngứa. Tiểu ca, anh đi đâu vậy? Tìm cỏ. Anh theo cô, loại bọ này có độc không?
Anh, mau cởi quần ra. Cô muốn làm gì? Cô gái cô định làm gì? Thiên Chân cậu ấy vẫn còn là đứa trẻ. Đây là một loại bọ ve, bị chúng cắn sẽ rất phiền phức. Xem ra hai người còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Lúc này đừng có nũng nịu nữa. Nếu hai người không muốn sau này phải nằm sắp ngủ thì mau cởi quần ra, đợi đến khi nó chui vào đũng quần coi như xong đời đó. Để tôi tự xử lý, hay là hai chúng ta xử lý cho nhau nhé. Là đàn ông phải leo 1000 bậc, dám thi với tôi không? Thi gì? Thi xem ai chạy nhanh hơn. Người nào thua, thua thì phải làm sao? Cái này không quan trọng, phải cả hai cùng thắng. Nhanh lên. Tôi ngứa sắp không chịu được nữa rồi. Anh làm sao vậy? Nói nhỏ thôi. Sao chúng chui vào nhiều thế? Anh bị nặng quá đấy. Trong lúc vào núi chuyển đá, tôi bất cẩn làm rách đũng quần. Lúc đó còn cảm thấy rất mát. Vào núi thế nào lại quên luôn đi vụ này? Đừng nhiều lời nữa, nhanh lên. Chỗ mông còn nhiều hơn phía sau lưng. Loại bọ này có thể hút máu liên tục. 2-3 ngày sau nó sẽ to lên gấp 6-7 lần. Nhanh lên. Vậy tôi bắt đầu nhé. Đợi đã, cậu biết phải làm thế nào chưa? Thì cứ trực tiếp khoét thôi. Không phải, thật may là hỏi lại cậu, không thì ông đây chết trong tay cậu rồi. Cầm lấy. Trước tiên cậu phải đốt nóng con dao đã, sau đó dùng dao thiêu bỏng lũ bọ kia. Tuyệt đối đừng kéo trực tiếp. Nếu để sót đầu của chúng ở bên trong thì chắc chắn sẽ bị truyền nhiễm. Mau, mau lên. Anh cố chịu nhé. Xong rồi, bạn tử chết tiệt. Đến lượt tôi, nhanh lên. Thiên Chân, cậu thay đổi rồi. Cậu không dịu dàng với tôi gì cả. Trên người tôi đầy bỏ ve như này, cậu phải giúp anh nữa. Tôi còn có thể dịu dàng được sao? Thôi thôi thôi, mau mau mau, vén lên vén lên. Cởi quần ra. Thiên Chân, lũ bọ trên người cậu do điều kiện sống không tốt lắm nên trong chúng hơi gầy gò. Hay là bổ béo chúng thêm một lúc. Bạn tử chết tiệt, còn nói nhiều lời nữa. Hoa Nhi Gia, tôi nợ cậu một món nợ ân tình. Lần sau sẽ giảm giá cho cậu. Không cần, anh đã từng cứu tôi mà. Đừng nói những lời vô nghĩa vậy nữa. Chỗ này dốc quá, không thể nào xuống được. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Nhất định còn có lối ra khác, hoặc là có thể khiến các bậc thang này về trạng thái ban đầu. Nếu không, Ngô Tâm Tĩnh sao có thể đi qua được chứ? Đúng vậy. Tìm tiếp xem sao.
Từ từ thôi. Từ từ thôi. Tiểu Tâm gia, sao rồi? Không sao, hai chúng tôi không bị quá nặng. Phải đó. Còn hai người thì sao? Chúng tôi vẫn ổn, không nghiêm trọng. Bọ bè có thể phân biệt được nhóm máu của người. Xem ra hai người các anh khá hợp với khẩu vị của chúng. Giờ mà có Tiểu Ca ở đây thì tốt. Cậu ấy có thể chất kháng côn trùng mà. Đừng bảo chỉ là bọ bè, mà đến cả vua Thi Biệt cũng phải sợ cậu ấy. Bình thường Tiểu Ca luôn bí ẩn kiệm lời, nhưng vào lúc then chốt cậu ấy cũng rất chu đáo đấy. Chúng ta cũng nên cảnh giác hơn, tuyệt đối không được xem thường lũ bọ ve này. Trước khi đi làm dự án ở châu Phi, tôi tận mắt nhìn thấy một con hươu cao cổ chết trong tay thứ này. Trên cơ thể nó mọc đầy những khối u máu, trông đáng sợ vô cùng. Bọn này được đấy, quá ra chúng đến từ châu Phi. Vậy thì chúng còn đi xa hơn chim mặt người nữa. Tạnh mưa rồi, tối nay chúng ta ngủ ở đêm ở đây nhé. Tiểu Tam gia, nếu không tận mắt chứng kiến thì có đánh chết tôi cũng không tin. Trong sa mạc này lại có khu rừng mưa lớn như vậy. Thật ra cả sa mạc là một lòng chảo lớn. Chỗ này lại là nơi thấp nhất của lòng chảo. Tất cả nước mưa, nước ngấm đều tập trung tại đây để nuôi dưỡng khu rừng này, đồng thời giúp cho vùng núi đá xung quanh mọc nhiều thực vật hơn. Cảnh tượng này giống như câu tàn phong tụ thể thế vững vàng của người xưa, cũng chính là dùng đất phong thủy cực tốt. Còn cả dùng đất phong thủy cực tốt à? Tây Dương Mẫu biết chọn địa điểm thật. Lão già Ngô Tam Tỉnh đang làm trò gì không biết. Đúng lúc cần ông ấy nhất thì lại không cho gợi ý gì hết. Được rồi, cậu cũng đừng sốt ruột quá. Vẫn là câu nói đó, đã đến đây rồi thì cứ bình thản tiếp nhận. Chúng ta cũng vật lộn cả buổi rồi, mau nghỉ ngơi một lát đi. Biết đâu từ trên này nhìn xuống lại là một bức tranh khác. Tiểu Ca đâu rồi? Lại không thấy Tiểu Ca đâu nữa à? Không phải, ở đằng kia kìa. Tiểu Ca cứ chẳng nói chẳng rằng rồi mất hút, thật khiến người khác đau tim. Tiểu Ca là như vậy, thế giới của anh ấy chỉ có mình anh ấy. Vậy nên không cần trao đổi gì với ai hết. Anh ngủ thêm một lát đi, để tôi đi gặp anh ấy. Tiểu Ca, anh làm gì thế? Tiểu Ca, anh lại phát hiện ra cái gì à? Cái thứ gì thế này? Thối chết đi được. Rắn.
Con rắn to vậy? Nó chết lâu rồi. Bọ be kìa, cẩn thận. Thiên Chân, đang nghĩ gì vậy? Cả cung điện không có bất cứ lối rẽ nào. Chúng ta tới đây bằng một con đường duy nhất, có vẻ như dẫn thẳng tới đây. Hơn nữa, ở đây ngoài tầng tầng lớp lớp cơ quan ra thì chẳng có gì khác, rất có vấn đề. Hơn nữa, đan dược của Tây Dương Mẫu được biết bao nhiêu người mơ ước. Dương cung của bà ấy tuyệt đối sẽ không để người khác vào dễ dàng. Hồi nhỏ cậu từng bắt chim sẻ bao giờ chưa? Dùng một thanh gỗ nhỏ để đỡ vỏ, rồi rắc gạo bên dưới. Đợi chim sẻ bay vào ăn gạo, chiếc vỏ sẽ đóng lại. Dương cung này chính là chiếc vỏ của Tây Dương Mẫu. Còn tôi và cậu là những chú chim sẻ. Chính xác, địa cung này chỉ là thuật che mắt, chứ không phải là dương cung thật sự. Xem ra muốn tìm hiểu bí mật của Tây Dương Mẫu thì không đơn giản chút nào. Cứ rời khỏi chỗ này trước rồi tính sao. Xung quanh đây trống trơn, không có gì cả. Tây Dương Mẫu muốn chúng ta chết đói chết khát ở đây. Mau đứng dậy tìm đường thôi. Không phải tôi không muốn đứng dậy, mà là tôi ngồi phải cái gì đó rồi. Có lẽ là cơ quan. Sao anh không nói sớm? Tôi thấy cậu ngủ say quá, không nỡ đánh thức cậu. Vậy có phải tôi nên cảm ơn anh không? Hoài Nhi gia khách sáo quá rồi. Nhưng nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thì tôi đứng dậy đây. Dầu quả. Đầu tiên là chặn đường lui, tiếp đến là nhỏ dầu, cuối cùng chắc là phóng quả nhỉ. Không có che chắn, nhảy xuống chắc chắn sẽ ngã chết. Đi lối sau. Tiểu ca, máu của anh uy lực thật đấy. Đúng là chẳng loài độc nào xâm phạm được. Chỉ trong chốc lát, lũ bọ ve đã biến mất không dấu vết. Thiên Chân, tôi tưởng cậu bị bọ ve tấn công nên mới hét to như vậy. Nhưng ở đây đâu có gì đâu. Anh không thấy cảnh tượng vừa nãy? Bỗng dưng đám bọ ve ùn ùn kéo tới. Nếu là anh thì cũng la toáng lên thôi. Được rồi, đừng giải thích nữa, nghe gượng ép quá. Cái thứ này khó ngửi quá. Ngoài mùi xác chết thối rữa ra, còn lẫn cả mùi hôi thối của bọ ve. Có vẻ như lũ bọ ve hút khô máu con rắn này rồi. Cái này cũng lấy từ trong bụng rắn ra. Nhìn kiểu dáng
chắc là đồ của những năm 80-90. Bằng Tử, anh nói xem bây giờ ai còn dùng đèn pin cỡ bự này nữa. Tiểu ca, tôi hiểu rồi. Bọ bê ăn rắn, rắn lại ăn thịt người. Thứ này là xương của phụ nữ. Tháp Mộc Đà này đâu phải là thắng cảnh du lịch. Người được trang bị kỹ càng như thế này đến đây, nếu không phải là đoàn khảo cổ thì cũng là đội khai thác. Nhưng còn một khả năng nữa, cũng là tình huống tệ hại nhất. Đây là người của Trần Văn Cẩm. Thế thì đơn giản rồi, chúng ta lấy hết những thứ trong bụng rắn ra là sẽ biết rốt cuộc là kẻ nào. Tiểu Tam gia, chỉ là một con rắn thôi mà. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, có gì tôi sẽ gọi cậu. Cẩn thận nhé. Yên tâm đi. Chạy mau. Hết đường rồi. Nhảy thôi. Điên à. Nhảy còn có cơ hội sống. Không nhảy là chết ngay tại đây đấy. Đây chẳng phải là logo của công ty an ninh sao? Không thể nào. Người của công ty chúng tôi chưa từng đến tháp Mộc Đà. An ninh, chẳng phải đã thống nhất là hợp tác cùng chia sẻ tin tức sao? Chuyện này có gì mà cô phải giấu giếm chứ? Từ năm 97, công ty chúng tôi đã bắt đầu đặt làm loại thẻ tên bằng kim loại này cho nhân viên, để phòng khi gặp bất chắc nơi hoang dã không thể nhận dạng được thân phận. Nhưng trên những thi thể này không hề có thẻ tên. Tôi đã xem qua rất nhiều tài liệu dự án trước năm 97 của công ty. Không có ai từng đến tháp Mộc Đà cả. Vậy phải giải thích thế nào về miếng chốt dây lưng này? Đúng là nói dối trắng trợn. Chắc chắn cô có bí mật xấu xa gì đó. Bạn tưởng lạ thật. Đây là thi thể của cô. Anh có ý gì vậy? Không cần phải xem nữa. Đây là đồng tiền đương thập. Tổng cộng có 7 đồng. Tiền đồng đương thập này vô cùng quý hiếm. Cô phải mất bao nhiêu năm mới dần dần thu thập được 7 đồng. Còn ai có năng lực và tiền tài đến mức thu thập được nhiều tiền đồng như vậy chứ? Lại còn là một chiếc còng tay giống hệt. Không thể nào như vậy được. Thiên Chân, cậu sao vậy? Tôi đã mơ thấy ác mộng. Tiểu ca đâu? Vẫn đang đào à? Đúng, đang định gọi cậu qua xem đây. Anh Ninh đâu? Mệt. Ngủ bên kia kìa. Nhìn gì vậy? Không có gì.
Sao rồi? Có phát hiện gì mới không? Sao lại có lựu đạn vậy? Lựu đạn là vũ khí quân dụng. Người của cậu Đức Khảo có lợi hại hơn, cũng không thể dùng thứ này được. Có ai nói đây là người của cậu Đức Khảo đâu. Nãy tôi nằm mơ thấy đây chính là người của cậu Đức Khảo. Cơ mà lựu đạn này dùng để giết người. Đội khảo cổ sẽ không dùng đến thứ này. Người nào sẽ mang theo thứ này chứ? Tôi nghe nói rất nhiều năm trước có phần tử tội phạm hoành hành ở vùng này. Nhưng sau đó các phần tử tội phạm đó đều bị xử lý. Số ít còn lại thì bị mất tích ở sa mạc. Nếu nói vậy thì rất có thể đây là một phần tử tội phạm. Thứ gì đây? Đây là thứ tốt nhất. Còn dùng được. Thần kỳ quá. Qua bao lâu như vậy mà vẫn dùng được. Nhìn này. Qua Nhi gia, đừng cứ động lung tung, cẩn thận rơi xuống là nát nhừ đấy. Anh cứ lo cho thân mình trước đi. Lợi hại, lợi hại. Qua Nhi gia, giúp tôi với chứ. Anh tự nghĩ cách đi. Vô tình thật đấy, kém xa thằng nhóc Ngô Tà. Anh mau xuống đây đi. Người tốt bụng như cậu rõ ràng đã muốn cứu tôi mà. Tôi sợ anh làm liên lụy tôi thôi. Trường mưa oi bức rất dễ gây mệt mỏi, nên các anh mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ trông chừng cho các anh. Đúng là đáng tin cậy. Tiểu Tâm gia, tôi cảnh gác với cậu. Được. Khẩu súng này còn quý giá hơn cả con người. Nó nằm trong bụng rắn bao nhiêu năm, thế mà vẫn dùng được. Đúng là không phải dạng dừa. Phan Tử, trước đây khi làm lính, chắc anh đã tham gia rất nhiều trận chiến nhỉ? Lúc đó chắc anh đã chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn. Chuyện xưa rồi. Nhưng mà tôi cũng được coi như dạng dày xa trường, toàn gặp đại nạn mà không chết. Tiểu Tâm gia, cậu yên tâm, mạng tôi lớn lắm. Có tôi ở bên, nhất định sẽ bảo vệ cậu an toàn. Đừng cử động. Đừng cử động. Đừng phát ra tiếng động. Cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó. Rắn vẫn đang ở trên cây, không an toàn. Mau đánh thức bằng tử, chúng ta mau đi thôi.
chạy mau. Gia, mau, nó tới rồi. Cẩn thận, đi mau. Cẩn thận. Tuyết. Tiểu ca. Tiểu ca, đi mau. Con rắn vẫn chưa đủ đến đây. Ngô Tà, anh không sao chứ? Không sao. Nhưng tiểu ca bị mất đao rồi. Thanh giác kim cổ đao đó của tiểu ca đáng giá lắm đó. Đều tại con sâu dài đó. Bàn tử tôi mà gặp nó, nhất định sẽ giết nó đem hầm canh. Được rồi, anh đừng có bốc phét nữa. Nếu không phải tại anh ngủ sai, bọn tôi chạy lâu rồi, chẳng bị mất gì đâu. Chúng ta nói cho rõ ràng nha, tiểu ca bị mất đao là do cứu cậu đấy. Tiểu ca, dù sao cũng mất đao rồi, để tôi thay cậu bảo quản vỏ đao. Đó là của tiểu ca chứ, tôi bảo quản thay cậu ta, biết đâu lại đáng giá thì sao. Đồ tham lam. Bàn gia tao sẽ hành chính mày, tính mạng quan trọng, mau chạy thôi. Tha cho mày một mạng đấy. Đường rồi. Bên đó có một cái hang. Đi nào, đi, đi. Bằng tử, mau lên. Bị kẹt rồi, đưa tay đây. Bằng tử, hít sâu vào. Yeah.
Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp. Cố mà giảm béo đi, chúng ta coi như thoát khỏi nguy hiểm rồi nhỉ. Con trăng lớn đó chạy đi đâu rồi? Nghe đi, tiếng gì vậy? Rắn màu gà. Tiểu ca, nó không đuổi theo đó chứ? An toàn rồi. Suýt nữa thì lập nhóm với đám thi thể này rồi. Đây chẳng phải là chiếc đệm mà Tây Dương Mẫu chuẩn bị cho chúng ta sao? Tây Dương Mẫu không ngờ rằng sẽ có thi thể ở đây. Lần này thì chúng ta ăn may thôi. Đúng vậy. Nhưng ở đây rất ẩm thấp, đi qua con đường kia chắc là đến ốc đảo rồi nhỉ? Chắc là vậy. Anh nhìn qua văn rắn trên những cục đá đó đi. Trong truyền thuyết, rắn là người bạn đồng hành tốt nhất của Tây Dương Mẫu. Chúng thích nhất những nơi ẩm ướt. Phía sau con đường phía trước chắc là địa điểm chính xác của cung Tây Dương Mẫu. Đại điện lúc nãy chỉ là thuộc che mắt thôi. Người sa mạc luôn sinh sống men theo đồng cỏ và nguồn nước. Nếu là tôi thì cũng sẽ xây dựng cung điện ở ốc đảo. Ra ngoài xem thôi, chú ý xem có ký hiệu Ngô Tam Tỉnh để lại không. Ừ. Tiểu ca, chắc con rắn màu gà gì đó sẽ không đuổi theo đó chứ? Không đâu. Rắn màu gà là loại độc nhất trong các loài rắn, có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Nãy con trăng lớn xâm phạm vào lãnh thổ của nó, phát hiện thấy rắn màu gà nên bỏ chạy rồi. Con rắn màu gà đó lợi hại vậy sao? Thường thì nó sẽ không tấn công con người đâu. Đã gây ra tiếng động lớn quá nên nó mới nhổm lên thôi. May mà không chọc giận nó, nếu không thì chúng ta đều bỏ mạng rồi. Cô nói có lý lắm. Bạn tử tôi mà biết có rắn màu gà bên trong thì tôi đã gào ầm lên từ lâu rồi. Chính nhờ nó đuổi con sâu lớn kia đi đấy. Cô nói vậy là phải biết ơn bạn tử này đấy. Này bạn tử, anh nên giảm cân đi. Thân hình của anh thật sự rất bất tiện cho việc chạy trốn. Biết rồi biết rồi. Lần này trở về bàn da sẽ giảm béo. Con trăng lớn đó sợ rắn màu gà, chắc chắn sẽ không theo đến đây đâu. Nơi này an toàn rồi, chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đi. Rừng mưa. Nói một cách chính xác thì đây là rừng mưa trong sa mạc. Chỗ này giống hang rắn hơn là ốc đảo. Vậy chứng tỏ chúng ta cách Ngô Tâm Tỉnh không xa nữa rồi. Đi thôi.